các bạn nhìn nè, cái khu chuồng này thì mình đã làm lên được thêm một cái tầng 3 nữa rồi các bạn. Ở trên đây chắc không có làm lên cao được nữa, tại vì nếu mà làm trên đó thì nó sẽ rất là nóng luôn á các bạn. Còn lớn trên này thì mình sẽ để mấy con gà lớn nha, như là mấy cái con hai con đầu sù rồi nè các bạn, ba con đầu sù. Rồi bên đây là mấy con Serama, vậy chứ nó cũng lớn rồi các bạn, 4-5 tháng, 5-6 tháng luôn rồi đó. Như cái cặp chú Tuyết này cũng vậy nè các bạn, có con trắng Thái chú Tuyết với một cái em màu đen. Đây, phần lớn cái khu này của mình là toàn gà lớn rồi các bạn, ít không có gà nhỏ luôn á, tầm 5 tháng trở lên nha. Còn mấy đây là gà trưởng thành nè các bạn, gà trưởng thành gà đẻ không á. Mới cho cái em gà đẻ này lên đây ở bữa, do cái phòng cát ở dưới nó phá mẹ đổ nước tùm lum vô nên mình cho lên đây. Trời ơi, sáng hôm anh mình không đi công việc sớm nên chưa có kịp đi mua cám về bỏ vô nữa bạn, hết cám luôn rồi. Mà giờ có mình nhà mình cũng chưa có đi được nữa, không có xe đi luôn các bạn ơi. Tí nữa chắc về phải đi mua cám liền rồi. Chứ nhìn mấy con này nè, cái con này là cái con nó bị đục tai biến nè các bạn, giờ nó vậy rồi đó, cái mỏng nó cũng đang biến sắc từ từ rồi các bạn ơi, chứ lúc trước nó rất là đẹp luôn á. Bạn nào mà có theo dõi cái video trước của mình thì mấy bạn có thấy nó rồi, nó đẹp lắm mấy bạn. Giờ nó vậy à, cái đuôi nó quậy quay nè, cái mặt thì vẫn cũng còn tỉnh táo đó, còn vẫn ăn uống bình thường nha bạn. Chắc là nó hơi già rồi bạn ơi, bây giờ không thể nào vô kháng sinh được, vô nó là nó sẽ đi liền luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy hôm nay mình đi ngang này mình có thấy con chết cổ trống này nè, nó chui vô cái chỗ này nè, nó nằm nó áp trong đó, mình không có thấy trứng. Tự nhiên mà bữa nay mình ra mình thấy nguyên cái trứng rồi mấy bạn ơi, kiểu này cái con mái nó bay vô nó đẻ xong con trống lên áp. Mấy bạn thấy cái trứng nó y chang cái trứng cút không? Mình có tưởng là trứng cút luôn, nhà mà nó to hơn nhiều mấy bạn. Trời ơi, mới vô quay phim cái trứng rồi mà nó đi ra nè mấy bạn. Thật sự thì cái con chích còi nè, cái cặp này là mình đã thuần nó lâu rồi mấy bạn, nên nó rất là dạng. Mình cho nó đi ra ngoài cái nó đi lòng vòng cái nó cũng vô lại à. Tự nhiên đi ra giờ thấy nguyên cái trứng mận ghê luôn á. Mấy bạn thấy nó đi ra nãy giờ trứng trứng ghim đó rồi nha, rỉ lông đồ bậy bạ rồi thôi mấy bạn, chứ đâu có bay đâu. Thật sự hôm bữa mình cũng để cho nó bay ra ngoài chỉ chứ nó cũng đi ghim à. Bây giờ mình bắt nó vô mấy bạn ơi, chứ thật sự để nó cái nó đi nó bay lung tung qua chuồng vịt sim nó cũng mệt, nó mất công nó đánh nhau với vịt sim nữa. Chứ hai con đó ở trong, hai con này ở trong đây nó ngoan đó bạn, nó chỉ dọc cái thao nước này dơ thôi à. Mà cái thao nước này bây giờ nó lớn quá bạn, nó dọc nó tắm lung tung, mình nghĩ mình sợ nó bị văng nước á, nên thôi chắc là mình cũng dọn dẹp bớt ha, để một cái trứng làm mồi đi thôi. Cái thao nước nó tắm giờ văng nước quá nên ông anh mình cũng ghen ra luôn rồi bạn. Giờ chắc là mình để cho xô nhỏ bên trong cho nó đủ tắm thôi à, chứ mất công nó văng nước lên trứng là hư hết luôn. Mình cũng lấy đồ mình che bớt cho nắng đỡ chiếu vô trứng hư nè mấy bạn. Để một cái trứng là màu chứ không là mình cũng rinh vô mình để lò áp rồi mấy bạn ơi. Tính cái trứng này chắc cũng gọi là 50-50 thôi chứ không có để khả quan được, cho chỗ này của mình cũng hơi nắng á, mà nó ở đây lâu quen rồi mấy bạn, giờ cũng không có dời được. Nó đi có ra ngoài nó cũng đi xung quanh trong nhà thôi à. Nè giờ ổng cột tỉ lại, do cái con này nó cũng hơi bay mấy bạn ơi, mà được cái nó dạng lắm, nó bay qua cái mình lại mình bắt nó cái được liền rồi mấy bạn. Cái em Serama này chui vô đó chuẩn bị đẻ rồi mấy bạn, mới ăn no cái giờ chui vô đó vậy đó, không biết chừng nào đẻ mà cứ nằm vậy hoài nha. Nằm nãy giờ cũng được 10 phút rồi mấy bạn, không biết cái trứng nào chưa, thôi cứ để đó em nó đi chứ không có đụng mấy bạn ơi, đụng cái nó mắc không đi chỗ khác nữa. Không biết sao cái chỗ này tụi nó thích, nó vô đây nó nằm đẻ hoài, nhà cháu mấy mẹ bư dữ luôn mấy bạn. Rồi đến xuân quá là sao á, có hai ngày mấy vậy không muốn đơm với nó thôi mấy bạn, ok luôn á. Bữa mình để ba con vô thì vậy, như nếu mà đặt bái ba con thì xác suất nó có trống hết đó mấy bạn. Cái này mình để hai con thôi à, thở ăn mới đổ vô nó tung lắm cái đất mới rồi mấy bạn. Mấy gà nó nói dễ nên mình muốn nhập chiếc kết rồi nè, cho nó ăn nó rớt xuống thì nó tiếp tục nó lụm nó ăn tiếp mấy bạn. Chứ mà mấy gà lớn mà nó mạnh quá nó bư tùm lum uống cám lắm luôn á. Mấy bạn nghe tiếng kêu của nó lạ ghê không? Qua giờ cũng hết thức ăn luôn, từ khi mà đem nó vô đây mấy bạn, nó ăn nhiều ghê luôn á. Mà lúc trước kia để ngoài kia mình có cho ăn cơm rồi nữa, mà mấy nay cái khu ngoài kia mình nuôi riêng, mình để lấy cơm đi buổi sáng á, cái mình quên chừa cho nó, thành ra mình chỉ cho nó ăn cám kịp thôi mấy bạn, nên nó hôm nay nó cũng ngán nè. Nhưng mà thật sự thì nhiêu đây cám thì tới chiều nó cũng ăn hết rồi mấy bạn ơi. Gà tây nãy lớn mà đang tuổi lớn thì nó ăn cũng dữ lắm. Hôm bữa tự nhiên cái trứng nó trong này nè, cái
cái mình đi ngang buổi trưa cái mình quên lấy vô, cái tới chiều mình thấy cái trứng rớt vào đây rồi mấy bạn, có tay luôn á. Thì ra cái hàng gấu mà nó cứ môi môi mấy bạn, làm cho cái trứng gà tây đi ra đây luôn rồi, một tức ghê luôn á. Trong khi cái trứng gà tây nó cũng cứng á mấy bạn, mà nó rinh sao mà nó ra rớt cái bực thềm này, rớt xuống dưới này nè, làm bể nguyên cái trứng luôn. Không biết cái con mình chồng nó có đang đẻ trứng hay ấp trứng gì không mà nó nằm vậy mấy bạn. Để mình mở ra mình xem, chứ nếu mà để nó đang ấp trứng vậy là không có trứng luôn. Mở ra coi nha. Trời ơi, không phải nó đang ấp trứng mà nó đang đập máy mấy bạn ơi. Nó chờ đập được đập máy. Ngộ ghê luôn à. Có cái con gà trống, có cái con gà mái tơ của mình. Nhìn cái mặt nó ngây thơ như không biết chuyện gì xảy ra đó mấy bạn. Còn hai ông bên trong thì đã lớn tuổi hơn rồi, là tầm khoảng 9-10 tháng, 11-12 tháng rồi mấy bạn. Nói chung là nó đã già dặn lắm rồi mấy bạn ơi. Rồi bên đây nữa nè. Ồ, một cái trứng đậu xù. Em đậu xù này mấy bạn thấy cái kiểu lông nó dựng ngược ngược không? Nó ra mấy con mà lúc còn mới á, là rồng của nó cũng ngược ngược vậy nè. Mà kiểu như nó còn chưa có ra lông hết đó mày. Nhìn nó hơi sơ sát chút mà nhìn mắc cười ngô ngộ lắm mấy bạn ơi. Chứ mấy cái con lông ngược này tầm khoảng khoảng 10-11 tháng tuổi á, thì nó ra lông nhiều nhìn nó mới đẹp mấy bạn. Chứ còn nhỏ thì nó thật sự không có được đẹp bằng cái con kia. Nhưng mà kiểu nó nhìn như nó đột biến á mấy bạn, nên nó ra được một bầy tầm vài con thôi à. Như con của con này thì thật sự là khoảng 80% nó không ngược đó mấy bạn. Bao nhiêu vậy? 14, bữa nay 31, 1 tay. 7 ngày dân méo không hả anh ta? Đúng không? Có dân méo anh ta? Không thấy rõ à, nó mới là một cái mảng rồi. Đúng vậy ta, sao còn thấy chưa lú đầu hết vậy? Tại vì nếu đúng thì lú đầu còn nhỏ mà nhé. Thế là chưa đúng. 14 hôm nay ấy. 14 hôm nay 31 31 14, 13 16. Chắc này đấy mai quá. Mới có 17 ngày ba ơi. 17 ngày á. Đẩy ra 19 ngày đi. 2 ngày nữa ha. 21 rồi. Đây sáng sớm không có tạ. Đây sáng sớm không có tạ tiếng nè. Tắm ở đây. Cái trứng này hả, là anh lọc lần rồi đúng không? Không có lọc nữa. Không nhớ hả? Chứ bình thường em nhớ anh hay 5-7 ngày rồi anh mở ra anh lọc mà. Nay tắm ở đây. Dư trứng, dư lộn anh không lọc. Xe mè nó tắm ở đây. Ờ, vương lại cái rồi. Chắc để mai tối mẹ. Trời ơi bạn ơi, mình phát hiện có con tắc kè nó bò trong đây nè. Ủa sao giống cái con tắc kè hôm bữa ông anh mình thả quá bạn, mà sao nay bò vô đây nó vô nhà mình nữa mấy bạn ơi. Ngộ ghê luôn á. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đây nè bạn. Chính nó rồi bạn ơi, không biết sao nó bò vô nhà được á mấy bạn. Mà hôm nay sao nghe nó kêu ta? Ngộ ghê á. Cái con này chắc nó ha không muốn rời đi rồi bạn ơi. Nó muốn ở đây quá à. Hôm nay hổng bỏ vô đống củi, mình có quay phim lại cho mấy bạn xem á. Hôm nay không biết nó ăn gì trong nhà mình luôn á. Để ra mình kêu manh vô đây coi. Giờ chắc là đem nó ra bỏ vô cái lồng chim cút hôm bữa rồi mấy bạn ơi. Mới phát hiện có hai cái trứng Sarama nữa bạn ơi. Không phải, ở đây là trứng Thái, một bên đây là trứng Sarama nữa các bạn. Cái bầy Thái này của mình hôm mấy đầu mình tưởng nó còn nhỏ mà vậy, bây giờ nó ra trứng rồi các bạn. Hơn cái khung này cũng nhỏ, cái trứng này nó không có lọt ra chứ không là ấy luôn rồi các bạn. Bên đây trứng Sarama nè. Mà sự so với cái trứng Thái thì cái Sarama này nó cũng không có nhỏ so với cái trứng Thái nhiều đó các bạn. Chỉ là so với cái trứng đậu xù á thì cái trứng Sarama nó nhỏ hơn nhiều luôn á. Đậu xù với là điểu các bạn. Đây các bạn,
sáng sớm cho ăn xong thì nhặt được khoảng nhiêu đây trứng nè, 1 2 3 4 5 6 7 cái trứng các bạn, sau khi cho ăn xong nha.